Kính chào quý vị khán thính giả đài SET. Chúng tôi là bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ thuộc tổ hợp y tế Bonsa Medical Group, AMVI Medical Group. Hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Đầu tiên là hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái đề tài gì? Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi muốn nói nhiều về vấn đề chữa trị, cách chữa trị và sự tiến triển của chữa trị bệnh lún lẫn. Tại sao? Giản dị lắm quý vị ạ. À. Tôi già rồi thì tôi sợ xin bụng ta ra bụng người, thử sờ đến gáy xem xa hay gần, cái câu người Bắc ngày xưa nhỏ chúng tôi đọc. Nếu mình già mình sợ bị lún lẫn, tôi sẽ nói nhiều, và thực sự là tất cả chúng ta bây giờ sang đây cũng lớn cả rồi thì chúng ta phải làm thế nào để ngăn ngừa cái bệnh lún lẫn, và chúng ta sẽ thọ, và khi chúng ta thọ mà nếu chúng ta mà không cẩn thận chúng ta sẽ bị lún lẫn, và như vậy chúng ta sẽ phí phạm cái tuổi già của chúng ta. Đầu tiên chúng tôi phải nói với quý vị, cái này là đề tài này là có là cũ người mới ta. Trước đây chúng tôi vẫn nói với quý vị nhiều lần là khi chúng ta về già chúng ta hay bị lãng tai. Mà đa số những người Việt Nam, trong đó có bố mẹ tôi, có mẹ tôi, không chỉ đeo cái trợ thính đâu. Vì cứ nói rằng người Việt Nam mình cứ nghĩ là nếu mình đeo trợ thính là mình điếc tức là mình già rồi, không sao. Ở bên Mỹ, quý vị, bắt đầu từ năm 2022-23 đó, thì chính phủ Hoa Kỳ cho phép những người về già Medicare được luôn luôn đi order cái máy trợ thính. Dễ dàng quý vị có thể ra pharmacy, quý vị có thể đến các dược phòng, quý vị có thể đi khám người bác sĩ gia đình, người ta giới thiệu quý vị sang để gửi quý vị đến với những đó, quý vị đo đến khi nào quý vị vừa hợp vừa ý với quý vị thôi. Rất mắc tiền nhưng mà quý vị không phải trả tiền. Người ta khám phá ra tại sao vậy, bởi vì thưa quý vị, khi chúng ta bị tiểu đường hay chúng ta bị huyết áp cao, thường thường chúng ta hay bị bệnh quên lãng khi chúng ta về già, nhất là chúng ta trên 60 tuổi. Do đó người ta khám phá nếu chúng ta chịu khó đeo cái hearing aid ấy, tức là cái máy trợ thính ấy, thì chúng ta sau 3 năm đeo như thế, chúng ta sẽ giảm được cái xác suất chúng ta bị bệnh lún lẫn về tuổi già 48%. Theo một cuộc khảo cứu tên là Achieve Study, nó thử 977 người tham dự, thì nó thấy là những người nào mà đeo cái trợ thính này ấy, thì nó sẽ làm chúng ta sẽ giảm bớt được cái bệnh Alzheimer's disease. Nó được, cái bài này nó được đăng trong tờ Lancet ngày 23 tháng 7 năm 2023. Cùng một lúc nó được trình bày tại hội nghị Alzheimer's Association International Conference trong năm nay, trong tuần vừa rồi. Và vì vậy, nếu quý vị bị huyết áp cao, quý vị bị tiểu đường, quý vị bị mạch máu nó hơi có mỡ, và quý vị hơi lãng tai, xin đi đến người bác sĩ của mình để được đeo cái trợ thính. Nó nhỏ lắm, không có ngượng ngùng gì cả, mà rất tốt. Mới đầu quý vị bị đeo thì quý vị thấy nó o, nói nó hoang hoang, dần dần nó quen đi quý vị. Buổi tối quý vị tháo ra, ban ngày quý vị đeo vô, một thời gian sau, một tháng sau là quý vị sẽ nghe thích lắm, nghe rõ ràng lắm quý vị ạ. Bởi vì chúng ta phải nghe để chúng ta đỡ bị trầm cảm, chúng ta đỡ bị isolated, bị sống một mình, bởi vì mình không nghe được. Nhiều khi mình thấy con cháu nói chuyện với mình tưởng nó nói xấu mình. Cái đó nó rất quan trọng, nó làm cho mình sau này dễ bị bệnh Alzheimer's disease. Thế tại sao mà có những người trên 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, chúng tôi gọi là super ager. Những người là thí dụ quý vị thấy như ông Tổng thống Biden, ông 80 tuổi, ông đi nhưng mà ông vẫn còn thông minh lắm, ông đi họp hội nghị vẫn còn biết được. Trong đó có bác sĩ Cơ quý vị, tôi năm nay chỉ còn mấy tháng nữa tôi cũng được là 80 tuổi, nhưng mà tôi vẫn năng động, vẫn đi mổ, vẫn đi khám bệnh. Và chúng tôi vẫn còn chạy bộ buổi sáng, vẫn bơi buổi chiều, tức tập. Những người như vậy thì tôi gọi là super ager, tức là khi mà mình còn già rồi, cái trí thông minh của mình vẫn còn bằng một cái người kém mình 20 tuổi đến 30 tuổi. Làm thế nào để được như vậy? Cái nó quan trọng phải không quý vị? Tôi đọc cái này tôi cũng mang lại truyền cho quý vị, bởi vì suy bụng ta ra bụng người đấy quý vị ạ. Nếu nói những người này cũng phải có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng và thường rất là active ở cái tuổi ở trung tuần. Khi ở 40 tuổi, 30-40 tuổi, hồi tôi còn trẻ đấy, thì là bác sĩ quân y, tập thể dục, đánh võ, rồi hát, rồi chạy bộ, đủ thứ hết. Tập võ, tập taekwondo, vì vậy giờ mình già mình còn có sức. Vậy nhớ khi mình còn đang trẻ mình phải nhớ tập thể dục, đừng hút thuốc lá, thì khi quý vị về già quý vị sẽ tốt. Nên là khi mà sống ở về già thì mình cố gắng tự lập, đừng có để cho người khác phải hầu hạ mình, làm được cái gì thì cứ làm. Và khi mình đứng dậy hỏi nhanh nhẹn, đi lại nó nhanh nhẹn, đừng có ở nhà có cầu thang, chịu khó đi lên cầu thang từ từ sẽ tốt. Và người ta thấy rằng nếu mà chúng ta, những người nào mà thường thường mà năng động như thế là những người thường thường hay làm vườn. Quý vị nhìn cái hình hay làm vườn. Quý vị có vườn thì quý vị ra làm vườn cho nó khỏe quý vị ạ. Và như thế quý vị sẽ giữ được cái cơ thể quý vị, trí óc quý vị trẻ được 20 đến 30 tuổi.
Cái bài này được đăng trong tờ Lancet Healthy Longevity, tức là nó nói là sao cho chúng ta có thể sống lâu mà khỏe mạnh đấy quý vị ạ. Thế bây giờ cái bài đề tài chính ngày hôm nay chúng tôi nói là để prelude, tức là cho quý vị biết, quý vị muốn được khỏe mạnh, muốn được thông minh, quý vị phải tập thể dục, quý vị phải đeo hearing aid để cho nó nghe được mọi chuyện. Thế bây giờ tiến triển mới của bệnh lú lẫn, cái bệnh Alzheimer disease từ trước đến giờ, cách đây từ đầu năm, cuối năm 22 và đầu năm 23 thì chưa có thuốc chữa, do đó mà chúng ta bị cái đó, từ từ chúng ta sẽ go downhill và chúng ta sẽ bị nguy hiểm. Mà bên Mỹ bây giờ nó có khoảng gần 5 triệu người bị bệnh lú lẫn. Do đó bây giờ nước Mỹ đổ tiền vào trong đó để cố gắng làm research làm sao để kiếm cái bệnh. Cách đây đầu năm 23, trong tuần vừa rồi đấy, thì FDA, thì Medicare, chính phủ chính thức công nhận cái thuốc của Leqembi, L-E-Q-U-M-B-I, quý vị nhìn cái hình chích đó. Nó chích vào IV của quý vị. Thì khi quý vị chích như thế, thì quý vị, một hai tuần quý vị chích một lần, truyền thuốc vào một lần, thì quý vị sẽ cái chất chất amyloid ở trên óc của chúng ta nó sẽ bị tan đi, và vì vậy chúng ta sẽ đỡ bị lú lẫn, bởi vì cái chất nó đè trong cái dây neuron, dây thần kinh của chúng ta, nó làm cho cái dây thần kinh của chúng ta nó không được truyền với nhau, do đó chúng ta không có nhớ được. Bây giờ làm bớt thì chúng ta sẽ nhớ được. Khi mình nó làm cho chúng ta như thế thì thưa quý vị, cái chính của nó là chính phủ nó trả tiền. Trước đây chính phủ không trả tiền, bây giờ chính phủ bằng lòng trả tiền, nghĩa là họ sẽ trả cho chúng ta 80%, mà quý vị phải trả chừng 20% thôi. Như vậy cũng rất là tốt quý vị ạ. Thuốc này mắc lắm, khoảng 26.500 một năm. Nếu trừ cho quý vị 80% là quý vị đỡ nhiều lắm rồi. Quý vị nếu quả thực mình bị lú lẫn thiệt, sau khi mình làm test đủ thứ mình biết lú lẫn thiệt, thì mình có thể được quyền trích truyền cái thuốc này 2 tuần một lần. Nhưng mà nó có những cái phản ứng phụ của nó, thí dụ như làm cho óc của chúng ta bị sưng lên, cerebral edema, chúng ta có thể bị chảy máu thì nguy hiểm tính mạng. Chúng ta có bị chảy máu trên đầu, chúng ta có thể chết được. Vì vậy, nhưng mà bây giờ thưa quý vị, nó lại thêm một cái thuốc mới, cái quan trọng của nó, hãng Eli Lilly nó sẽ hợp tác với cái hãng Biogen làm thêm một cái thuốc mới nữa, thuốc mới tên là donanemab. Cái thuốc này theo như tôi đọc từ lâu rồi, nó ra trước cái thuốc Leqembi, nhưng mà bây giờ nó vẫn còn làm thí nghiệm nhiều. Thì thưa quý vị, nó đang được giai đoạn thứ 3, và cái thuốc này nó hiệu nghiệm hơn cái thuốc Leqembi đầu tiên chúng tôi nói với quý vị. Và cái thuốc này một tháng quý vị mới phải truyền một lần, và nó cũng làm giúp cho quý vị, nếu mà quý vị mà mới bị Alzheimer disease đấy, thì quý vị trở lại bình thường mau hơn, giảm được thưa quý vị được 35%. Có nhiều người mới bị chữa ngay giảm được gần 60%. Cái thuốc này cũng phải, cũng có những cái biến chứng giống như cái thuốc Leqembi, nhưng có thể nhẹ hơn một chút xíu. Chúng ta vẫn có thể cerebral edema, chúng ta có thể bị chảy máu trên đầu, tốt lắm. Nhưng mà đây là một cái tin rất là vui quý vị ạ. Nó thử ở trên 1736 người, kết quả rất tốt. Những người này trên 73 tuổi, bị từ mild to moderate Alzheimer's disease, truyền nước biển 4 tuần một lần, trong vòng 18 tháng thì người bệnh nhân nó giảm xuống được, cái trí nhớ nó giảm lại được, trở lại được khoảng 35-40% quý vị ạ. Lại thêm một cái thuốc uống, cái này quan trọng, tôi thích cái thuốc này hơn. Đó là oral tau inhibitor, có khả năng trị liệu tốt trong cái Alzheimer's disease. Cái chất tau inhibitor nghĩa là gì? Khi quý vị, cái amyloid, beta amyloid nó nhiều trên đầu chúng ta, nó dính với nhau, nó đè trong cái giữa cái dây thần kinh ở trong óc của chúng ta, làm chúng ta quên đi. Thì cái chất tau này mình thử máu mình thấy nó cao lên, inhibitor nó cao lên. Bây giờ người ta thấy, người ta cho bệnh nhân uống cái thuốc hydromethylmethionine mesylate HMTM. Thì khi chúng ta uống vào máu, nó làm cho biomarker của neurodegenerative của Alzheimer's disease giảm xuống, và nó đang đi giai đoạn 3. Uống thì rẻ tiền hơn và ít bản phản ứng phụ hơn là cái thuốc chích kia quý vị ạ. Nó trong 12 tháng thì bệnh giảm được 93% chứ không phải chỉ 35% thôi. Và của cái Leqembi bây giờ đang dùng giảm được 20%. Mỗi một ngày chúng ta chỉ uống 16mg thì cái p-tau 181 nó sẽ giảm ở trong máu rất nhiều, và vì vậy chúng ta hồi phục trở lại. Kỳ tới chúng tôi sẽ nói với quý vị có những cái thuốc mà chúng ta đang dùng nó cũng giúp chúng ta tốt được trí nhớ của chúng ta. Cà phê, chúng ta uống cà phê, quý vị nhìn thấy nó gọi là espresso cà phê, nó giống như là cà phê phin của mình Việt Nam đó. Nhưng mà cà phê phin mình lâu quá, nó để cả 50 phút mới ra được một ly. Đây nó cho một pịt cái nó ra rồi. Và vì chúng ta uống cái này nó sẽ tỉnh lại, nó bớt Alzheimer's disease. Rồi nếu quý vị nào thích uống espresso cà phê, mỗi buổi sáng quý vị uống một ly cho tôi. Tôi cũng nghĩ như vậy, là tôi uống tôi tỉnh lắm. Thì tôi nghĩ rằng là nhờ uống cà phê như vậy quý vị sẽ đỡ đi. Hoặc quý vị không có gì uống cái cà phê phin của Việt Nam ngày xưa cũng tốt như vậy. Cái này được đăng ở trong American Chemical Society. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây, để sau phần thông tin thương mại chúng tôi được xin phép trở lại với phần thứ nhì của chương trình.
lại thêm một cái nữa, bởi vì tôi nói thật quý vị, y khoa nó càng ngày càng tiến triển. Ngày xưa khi mà ở Việt Nam ấy, bố của tôi ông mất lúc ông được khoảng 75 tuổi. Thế là ông đã nói ông già lắm, tại vì ông nội của tôi chỉ sống sáu mấy tuổi, bố tôi được 75 tuổi. Bây giờ thì tôi vẫn 80 tuổi vẫn còn đi làm, thế mới chết. Thì thưa quý vị, tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta ăn uống điều hòa, chúng ta tập thể dục điều hòa, chúng ta giữ gìn huyết áp chúng ta tốt, chúng ta giữ gìn lối đường chúng ta tốt. Và một cái điều mà chúng tôi lo nghĩ khi chúng ta về già, chúng tôi, quý vị đến với chúng tôi, quý vị hơi huyết áp cao, chúng tôi thử chức phận thận quý vị. Vì chúng tôi sợ là nếu mà chúng tôi không chữa kịp ấy, thì cái thận của quý vị nó suy đi thì quý vị sẽ chết mau hơn. Và vì vậy bây giờ tôi lại thêm được ba thứ thuốc ở bên Âu Châu là nó có thể giúp cho cái thận chúng ta chữ, có thể giữ không bị suy thận của bệnh Tây chứ không phải Đông y đâu nhé. Suy thận của Đông y là vấn đề thiếu yếu sinh lý, cái này chúng tôi là suy thận là kidney function quý vị bị giảm xuống. Cái thuốc đầu tiên là Runca Squat, quý vị nhìn cái đó, Runca Squat, cái thuốc này nó sẽ làm cho cái thận chúng ta nó bớt thải cái chất albuminuria. Thường thường khi chúng ta bắt đầu bị thận nó bị hơi suy thì quý vị lấy nước tiểu thử để thấy trong nước tiểu nó có albuminuria, chất đạm bạch đấy, thì nó cao thì chúng ta coi chừng, bị nhất là những người bị tiểu đường người ta sợ nhất cái đó. Thì cái thuốc này Runca Squat này nó giúp cho chúng ta đỡ bị cái đó và rất hiệu nghiệm, nó giảm được 40% cái nước, cái chất đạm bạch trong nước tiểu chúng ta nó sẽ giảm được rất nhiều. Cho nên chúng ta có cái thuốc mới này ở bên Âu Châu nó đang dùng. Thuốc thứ nhì, thưa quý vị, của hãng AstraZeneca Cotadutide cũng rất là tốt. Khi chúng ta uống với người bị tiểu đường đang uống cái thuốc GLP-1 đó, trong vòng 26 tuần thì cái chức năng cái thận của chúng ta cũng giảm xuống tốt rất nhiều. Sau 26 tuần lễ thì nó sẽ tăng lên tốt lại. Bởi vì cái UACR tức là chúng tôi đo cái lượng albumin của quý vị so với creatinine quý vị nó phải trên 30, dưới 30 là tốt, mà trên 30 tức là chúng tôi báo quý vị biết coi chừng cái thận yếu rồi, quý vị phải ăn uống cẩn thận lại, không được ăn mặn, không được hút thuốc lá, đừng ăn mặn quá. Nhưng mà bây giờ nó có thuốc này và một cái thuốc nữa là Novan Antithrombotic Agent Azocimab của hãng Bayer luôn. Thì thưa quý vị, cái thuốc này là khi chúng ta bị thận suy, chúng ta phải lọc thận. Khi chúng ta lọc thận thì máu nó hay bị đông lại, chúng ta cho uống thuốc giảm đỡ đông máu. Nhưng mà uống thuốc đỡ đông máu nhiều khi nó lại làm hư thêm thận nữa. Thì bây giờ cái thuốc này, Azocimab này, nó sẽ giúp chúng ta đỡ bị đông máu và đỡ bị suy thận nữa, rất tốt. Nhưng mà thưa quý vị, cái thuốc nó đang ở trong phòng, nó đang đưa báo cáo là sắp sửa có được ra, nó được báo cáo trong buổi trình bày của European Renal Association Congress Renal, có một chữ E này thôi. Và cuối cùng, ở bên Mỹ chúng tôi mới nói quý vị, từ lâu rồi, cách hơn một năm rồi, tôi là chính bản thân tôi đã dùng cho bệnh nhân chúng tôi cái thuốc là Finerenol. Nó là cái thuốc nó giữ lại, nó làm cho cái thận không bị hư, bớt hư, đỡ suy thận cho những người bị, nhất là bị người tiểu đường. Cái thuốc bán trên thị trường là Kerendia, chúng tôi đã biên cho bệnh nhân rất hữu nghiệm quý vị ạ. Thế là bên Mỹ đã dùng rồi, mấy cái nó đang ở trong một thí nghiệm, nó sẽ ra, nó sẽ có nhiều thêm phương tiện để chống lại bệnh suy thận của những người lớn tuổi. Một cái tin rất là vui, mùa thu năm nay nó sẽ có cái thuốc để chủng ngừa chống lại xương phổi RSV, Respiratory Syncytial Virus. Thưa quý vị, cái này là thường thường ở những người lớn tuổi, trên 60 tuổi, 65 tuổi, thường thường cái mùa đông lạnh ấy, thì người Mỹ hay người Việt Nam cũng vậy, hay bị xương phổi. Hay bị xương phổi thì mỗi một năm có chừng khoảng 60.000 đến 200.000 người nằm nhà thương, và có chừng khoảng 6.000 đến 10.000 người chết vì cái xương phổi này. Nhưng mà bây giờ trong tuần vừa rồi, chính phủ Hoa Kỳ cho phép, FDA cho phép là chúng ta được phép trích ngừa cho người lớn. Và đồng thời có cái thuốc mới nhất là trích ngừa cho trẻ con, mới đẻ ra được trích rồi. Trẻ con hay người lớn vậy, khi chúng ta bị cái bệnh này không có thuốc chữa. Nhưng mà người trẻ con thì cực hơn nhiều. Nhưng bây giờ có cái thuốc, nó gọi thuốc tên là Bifortis, nó được approve trong tuần vừa rồi để trích cho những em bé từ 0 ngày đến được 2 năm. Như vậy chúng ta sẽ đỡ bị, tại cái bệnh RSV nó không chữa được, thì chúng ta chỉ có thuốc này chúng ta trích cho cháu vừa chữa, vừa ngăn ngừa cháu khỏi bị, không bị trong 2 năm rồi. Như vậy rất là tốt quý vị ạ. Như vậy quý vị nhớ, nếu quý vị lớn tuổi, quý vị suyễn, quý vị hút thuốc lá, suy phổi trước đây, quý vị nên nhắc với người bác sĩ của mình, thưa bác sĩ cho phép cho tôi đi trích ngừa RSV, Respiratory Syncytial Virus quý vị ạ. Thế là thêm cái tin nữa để dành cho những ông bụi đời, không mà những ông bụi đời, những người nào mà đàn ông mà bị bệnh HIV. Thường thường HIV thì cái vấn đề mentality của người ta hay ngủ. Tại vì đàn ông mà mình thích ngủ đàn ông thì nhiều khi người ta không phải là như vậy, mà nó monopoly được, người ta thấy người khác đẹp trai thì tự nhiên người ta mê người đó, người ta lại ngủ bệnh cái đó.
Thế thì nhiều khi nó bị HIV, nó uống thuốc nó không không phát ra được, nhưng mà nó sẽ có thể nó dễ bị bệnh nhiễm trùng khác. Thì thưa quý vị, nó có cái thuốc doxycycline, cái thuốc này từ ngày xưa chúng tôi đã dùng rồi, thì bây giờ quý vị cho bệnh nhân uống ấy, thì nó rất tốt cho bệnh nhân. Và uống được uống 2 viên từ 24 đến 48 tiếng, thì sau đó thì chúng ta sẽ đỡ bị sợ bị gonorrhea, chlamydia hay syphilis. Lẽ nhiên là không, nó không có cover được chúng ta cái HIV, nhưng mà nếu chẳng may mà quên vẫn không có. Tại vì những người bị HIV thì người ta miễn nhiễm, người ta uống thuốc hàng ngày rồi, hay chích thuốc hàng tháng rồi. Thế bây giờ uống cái này để cho đỡ bị nhiễm trùng cái bộ phận sinh dục của mình. Và như vậy là rất tốt. Cái này trước đây ở tờ New England Journal of Medicine chúng tôi đã đọc cho quý vị. Và bây giờ người ta nói nhưng mà cẩn thận, bởi vì nếu chúng ta dùng không cẩn thận, chúng ta abuse nó, chúng ta sẽ bị lờn thuốc. Và bây giờ thú thật quý vị, tôi là trời đẻ ra hên, già rồi mà vẫn còn tóc nhiều. Các người bạn của cùng thời tuổi tôi thì tóc chắc rụng hết rồi. Tôi vẫn còn tóc nhiều, thì nhiều người cứ thắc mắc hỏi tại sao tôi mà chẳng có gì, thì tập thể dục, ăn rau ăn trái cây như thường, tắm rửa gội đầu ngày một lần hai lần, bơi thì dậy phải tắm gội đầu ngay, bởi vì nếu không nước Oregon nó vào tóc thì nó có thể làm rụng tóc. Thì thuốc mọc tóc bây giờ theo như hãng trong theo The Fox News thì nó nói rằng University of California nó khám phá ra một cái chất, một cái molecule tên là osteopontin. Người ta dùng cái thất chất cái này nó sẽ làm ra thuốc để sau này quý vị bôi vào đầu quý vị nó sẽ mọc tóc. Đó là cái tin rất tốt từ Amplifica Holding Group. Còn cái ở bên Âu Châu đó, người ta khen cái thuốc Ritonavir, tức là cái thuốc của hãng Pfizer được bán trên thị trường Lifulo, được bán trên thị trường trong tuần trong tháng vừa rồi đó. Thưa quý vị, cái thuốc này rất tốt, giúp chúng ta mọc tóc rất nhiều cho những người bị alopecia. Và cuối cùng, những thực phẩm tốt để cho chúng ta, quý vị nhìn cái hình này, là những thực phẩm nó có nhiều chất probiotic, prebiotic, tức là nó nuôi cái vi trùng trong ruột chúng ta, giúp cho chúng ta khỏe mạnh, chúng ta ít bị bệnh, ít bị ung thư. Và quý vị nhìn nó, nói tóm lại là quý vị ăn cái trái bồ công anh, cái artichoke, tỏi, lích là cái hành lá của mình đấy, và onion là hành củ đó. Cứ ăn nhiều chất sợi thì chúng ta tốt cái ruột chúng ta, ăn oatmeal cũng là tốt. Một ngày quý vị phải ăn 15 gram chất sợi, và nhìn những cái món ở trên này đấy, probiotic, biotic, quý vị nhớ giữ cái hình đó. Quý vị về, nếu không thì quý vị có thể đến văn phòng chúng tôi biếu quý vị cái này để quý vị có thể dùng, ăn với cái này nhiều thì cái ruột quý vị sẽ tốt. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây. Xin kính chúc quý vị một tuần lễ được sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý và hạnh phúc tràn trề. Xin quý vị nhớ giữ gìn cẩn thận, tập thể dục, làm vườn cũng được, đi bộ. Nếu nhà có cầu thang chịu khó lên cầu thang, đừng ở dưới nhà, cố gắng đi. Nên tôi cũng vậy, tôi già rồi mà tôi đi nhiều khi từ hồi xưa tôi đi tập thể dục nhiều quá đau đầu gối. Thì cái bà bác sĩ cùng chỗ tôi bảo, úi giời đứng lên thang như thế. Tôi không được, tôi vẫn lên thang. Tôi bớt đi bộ đi, bây giờ tôi hết đau đầu gối, đi bơi thì chân nó khỏe. Mà tôi thấy tôi vẫn nhanh nhẹn, chạy như điên, vẫn rất là tốt. Vậy quý vị nhớ, tôi sẽ dùng cái kinh nghiệm bản thân tôi và đọc sách vở thêm, chứ không phải bác sĩ cơ chế, bác sĩ cơ chỉ nói dóc thôi. Tôi chỉ đọc sách vở ra cộng thêm cái kinh nghiệm bản thân, cầm là một người bác sĩ tận tụy trong nghề. Tôi chỉ mang lại truyền cho quý vị rằng, quý vị muốn được khỏe mạnh, tập thể dục, điều hòa. Nhớ làm việc trong nhà, làm việc vườn. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng và hẹn quý vị trong tuần tới. Xin cảm ơn quý vị.